đến với kênh Sông Đất Miền Tây. Hôm nay Sông Đất Miền Tây sẽ đến chùa Trà Thiên Thủ để chia sẻ những hình ảnh các vận động viên của chùa để luyện tập ghe ngò dưới sàn nước như thế nào. Thì mà cô chú anh chị cùng mình đi vào đây để xem các vận động viên luyện tập nhé. Chúc các cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ. Bây giờ mời các cô chú anh chị cùng mình để theo dõi những diễn biến của vận động viên ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sông Nước Miền Tây mà các bạn đến với chùa Trà Tim Cổ, phường 10 của thành phố Sóc Trăng để xem các vận động viên bắt đầu luyện tập các bạn. Hiện nay thì trời đã sắp sụp tối, thì các vận động viên đi làm về đã đến nơi đây để mà luyện tập ghe ngò. Ghe ngò này thì có nhiều năm qua đã có nhiều cái thành tích cao trong các giải đấu đó các bạn. Bây giờ mà các bạn cùng mình trải nghiệm để xem các vận động viên xem vận tập như thế nào nha. Để các bạn nhìn thấy hình ảnh bây giờ các bạn thông cảm cho nghe. Giờ này thì trời đang mưa các bạn ơi, cho nên hình ảnh không có được trong lắm. Nãy giờ thì ở thành phố Sóc Trăng mình mưa rất là lớn luôn. Khi đến đây quay thì bây giờ cũng đỡ rồi, đã tạnh mưa từ từ rồi các bạn. Thì ở đây các vận động viên của ghe ngò chùa tập ở trong cái bộ hồ đó các bạn. Ở trong chùa luôn. Đây. Đây ở đây cái phong cảnh cũng rất là đẹp luôn các bạn. Đây cái phong cảnh của bờ hồ trong chùa để tập vợt luôn các bạn. Đây hình ảnh bây giờ các vận động viên đã chuẩn bị tập đó các bạn. Cảnh rất là đẹp luôn các bạn, nhưng mà do trời mưa cho nên nó hơi tối, các bạn thông cảm cho. Bây giờ thì các vận động viên đã xuống rồi các bạn, chuẩn bị theo tiếng còi đó các bạn nghe. Bây giờ mưa rất lớn nữa rồi. Đó, bây giờ các bạn nhìn thấy vận động viên đỡ lên đầy trên sàn đó các bạn ơi. Chuẩn bị bơi đó các bạn, chuẩn bị tập. Đang chuẩn bị nè các bạn. Rồi các bạn. Xem sao các bạn. Thank you.
Rồi bây giờ các bạn tiếp tục cái hiệp 2 đó các bạn. Bây giờ hiệp đầu đã kết thúc, bây giờ tới hiệp 2 các bạn ơi. Để xem các vận động viên của chùa Cà Tiêm Cũ tập như thế nào nha. Anh em chuẩn bị xuất phát tập 2 nha các bạn. Hiện nay thì trời đang mưa rất lớn các bạn ơi, nhưng anh em rất nhiệt tình để mà tập. Thì ngoài trời cũng đang mưa các bạn, mình vô tới đây mình vô nút đổ cái đây, bây giờ các bạn vừa thấy đầu tiếng còi phát động lên là bắt đầu các vận động viên tiếp tục tập đó các bạn. Đây rất là hạnh luôn các bạn, rất nhiều điều tay luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy là anh em rất là kỳ hấp dẫn các bạn. Tại vì chỗ ghe Cà Tiêm Cũ này có nhiều thành tích lớn ở trong đó các bạn, có nhiều thành tích trong cái giải đấu năm rồi ở Long Phú đó các bạn, hạng nhất các bạn ơi. Giờ năm 2015 cũng được giải tư đó các bạn, cho nên trong này có cái phong trào tập luyện cũng là rất là kỹ thuật đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy các trận đấu viên của mình tập rất là nhiều luôn. Đây các bạn nhìn thấy các vận động viên đang chạy tèo ở dưới tư thế là đi nước đầm đó các bạn, nhẹ rất là đều tay các bạn. Các quý khán giả cũng thông cảm cho cái video này là do trời mưa các bạn, cho nên là mình không thể ra ngoài được nhiều để mà quay cận cảnh hơn, mình chỉ đứng ở phía xa để mà quay lại cái hình ảnh cho các bạn xem thôi. Hôm nay thì ở thành phố Sóc Trăng mình chiều nay do cái ảnh hưởng của cơn bão số 7 cho nên mưa rất là lớn. Đây, các bạn nhìn đó. Các vận động viên bắt đầu nước rút đó các bạn. Rồi, đi từ nhịp theo cái tiếng còi đó các bạn, nhẹ đi từ từ đó các bạn. Rất là đều luôn các bạn. Nếu các bạn nhìn thấy tiếng còi thổi rất là nhẹ thì cái nhịp dầm của các vận động viên của mình đi rất là nhẹ. Khi nào mà cái tiếng còi phát động mạnh lên thì bắt đầu nhịp dầm của các vận động viên bơi rất là mạnh và kịch liệt hơn các bạn. Tiếng còi nó đã phát động lên thì các vận động viên tăng tốc các bạn. Đây. Đây các bạn. Các bạn nhìn theo cái nhịp đó các bạn. Các bạn nhìn thấy các vận động viên của chùa này Cà Tiêm Cũ thì bơi rất là đều tay luôn các bạn, đi theo cái nhịp tiếng còi đó các bạn. Khi tiếng còi phát động mạnh thì các vận động viên bắt đầu đi theo tiếng còi đó các bạn. Thank you.
Rồi bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau của mình.